Sáng nay vợ chồng của mình sẽ đi cửa hàng 99 Sen đây. Cửa hàng 99 Sen này là nó bán tất cả những cái món hàng chỉ có 99 Sen mà cách sức mà mình chọn lựa. Bây giờ mình sẽ vào trong này để xem họ bán gồm có những món gì nha. Để mình coi cái nào xài được thì mình sẽ mua đem về. Đây, cửa hàng 99 xe, mình sẽ vô khám phá cửa hàng này như thế nào. Investing 99, yes. Đây là mình quay tổng quát, sau đó mình quay cụ thể từng món nha. Này họ đều bán chỉ có 99 sen. Các loại dạng phong phẩm
lời khen chạy bạn. Tất cả chỉ 99 sen. Cái loại kim chỉ cũng có đặc biệt cầu tham cầu để chứng minh chính xác. Em kéo cái cụm mặt bên trong nó hay lắm đấy ha. Hai cái này 99 sen mà thôi. Giấy vệ sinh đem về, nhưng mà cái thời buổi này á, cô được 2 cây thôi, mua đầy đủ xong chưa? Thôi giờ chồng mình chuẩn bị đi về nha.